Mẹ, con lại đưa cô ấy về đây để giới thiệu lại với mẹ này. Bây giờ cô ấy đã là bạn gái con rồi mẹ, người chính thức và duy nhất. Em, mẹ chào mẹ đi. Cháu chào bác ạ. Chào mẹ chứ. Con chào mẹ. Con chào mẹ. Rồi, bây giờ muốn nói gì thì nói luôn đi. Hả? Nói luôn một lần đi. Nói gì là nói gì? Thì kiểu như là xin mẹ phù hộ cho anh chung tình chẳng hạn. Cầu cho là đừng có ai bắt anh đi. Mẹ là phụ nữ mà, nhất định là sẽ bênh vực cho em. Không xin gì à? Không xin thì để anh xin vậy. Mẹ ơi, mẹ hãy để ý cô ấy dùng con. Đừng để cô chạy đi đâu cả mẹ. Đừng để con phải chạy đi tìm. Mệt lắm mẹ. Mẹ, mẹ hãy phù hộ cho bọn con được bình an và hạnh phúc nhé mẹ nhé.